Xin chào mọi người nha. Hôm nay là em sẽ giới thiệu các loại lưới cắt cỏ ở bên công ty Project Botco. Và cái đầu tiên trên tay em cầm là ổ cước thường, là dây cước là 3.5mm. Ổ cước này xài được các loại dây là từ 3.5 trở xuống, tại vì nó có một cái lỗ mặc định của nó ở ngay dây là chỉ có 3.5 là lớn nhất thôi. Thì cái ổ cước này á thì là mình đập xuống nó sẽ bung ra, khi nào nó mòn á mình đập xuống nó sẽ bung ra, nhưng mà nó hơi cao một tí, cao chừng 15 cm. Và cái ổ cước này á là ổ cước sắt. Cái ổ cước sắt này á thì nó đa năng hơn, là thứ nhất á là dễ quấn dây, loại cước nào cũng quấn được hết. Và khi mà nó mòn á là ở đây nè, nó có cái bánh nè, nó sẽ tự ruột ra. Và cái ổ cước này thì chỉ có 5 cm thôi, thì nó có thể cắt sát được xuống cái dưới luôn. Cái này là lưỡi cắt dành cho các loại cỏ mía, cỏ mà cứng đầu, loại to. Thì cái này là loại lưỡi cắt thường. Lưỡi cắt thường này thì là chỉ dành cho các loại cỏ to đó, cỏ to, nhưng mà xài không bao lâu là nó sẽ bị mòn ngay cái đầu, tại vì đầu này là nó không có bảo vệ, nó chỉ có sắt như vậy thôi. Cái loại này là loại cao cấp hơn, loại cao cấp nhất ở đây là lưỡi cắt cũng là bằng sắt, nhưng mà cái đầu của nó được hàn với cái hợp kim. Hợp kim này là chống mài mòn, nhưng mà nó vẫn mòn, nó chỉ là giảm đi một phần nào đó, nó đỡ chi phí hơn, nhưng mà nó giá thành nó hơi cao hơn. Thì nó cũng giống như cái loại này, nhưng mà nó cắt được ngọt hơn, tại vì nó là bằng hợp kim. Dạ, cái loại này là cái loại mới về ở bên em. Cái loại này là cái loại sới đất lên cho mà các loại cỏ mà nó bám rễ ở dưới, thì sới đất lên để lấy cái rễ đó ra. Người ta trồng mì, trồng khoai gì đó thì là nó có mọc cỏ xung quanh đó thì là sới ra. Thì em sẽ giới thiệu cái công dụng này nha. Cái này là chống bị văng đất lên. Thì nó có 3 lỗ ở đây. Nó có cái đầu bò của mấy cái cỏ thì mình tháo ốc ra, mình bắt 3 cái con ốc này vô lỗ này luôn, cứng vô luôn. Rồi cái này mình bắt vô chung. Thì cái này để dành sới đất lên, sới chém mấy cái cỏ mà bám rễ ở dưới. Còn cái này là có 2 lưỡi. Cái lưỡi này là cũng là dành cắt cỏ luôn, sới mấy cái đất mà đất cứng đó, đất cứng đầu á. Thì cái này nó dày hơn cái này. Cái này là dành cho đất mềm. Và hôm nay em sẽ cắt thử cho mọi người xem những cái loại lưỡi cắt ổ cước bên em. Em sẽ thử cắt cho mọi người xem các loại lưỡi cắt ở bên em. Mấy anh mà trên TikTok á nói tôi là cái máy này nó yếu, thì bây giờ tôi sẽ lắp cái lưỡi này vô cắt cây cho mấy anh coi. Cắt trên cành ơi.
mấy anh mà trồng ngô trồng khoai gì đó mà muốn xới nước mà không bị hư hại cây của mình đó thì đây là giải pháp tốt nhất. Bây giờ đó, mình sẽ tháo ba con ốc này ra. Cái miếng này á là nó sẽ bảo vệ cho vừa đụng tới cái cây của mình á là nó sẽ nó như là một cái gờ vậy đó, nó ngừng lại, nó không có sẽ vô tới đứt chỗ rễ cây đồ gì của mình, là nó chỉ xới lên mấy cái cỏ dại xung quanh thôi. Xíu dừa nữa. Cái này mình dặn vô thì nó sẽ ra, mà dặn ra thì nó sẽ vô. Cái xới đất này nó rất là dễ dùng, có vậy thôi, rất là đơn giản. Ok, bây giờ là tới công đoạn xới nha, mình sẽ xới thử vô. Thấy thích đó, thì cứ liên hệ vô hotline số điện thoại của công ty mình, và bên mình đó là có ba loại tiêu chuẩn, loại nhỏ nhất là 26, loại chung thì là 33, và loại bự nhất như thế này thì là 42, và nồng của nó thì là 26, 33 và 40, thì nó vừa đủ túi tiền của anh em mình thôi. Và công ty là cũng đang vô xuân quý mão rồi, thì cũng đang có nhiều ưu đãi dành cho anh em đó. Rồi, xin chào. Hello.